Thưa quý vị, tăng tốc sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp nỗ lực đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tìm kiếm thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy, thời điểm này, nhiều doanh nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu đã ký kết được các đơn hàng sản xuất đến quý 3, quý 4 năm 2024. Thậm chí có những đơn hàng dài hạn. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu đề ra của năm 2024. Sau hơn một năm gặp nhiều khó khăn, đơn hàng sụt giảm đến 50%, thì từ quý 2 năm 2024 đến nay, ngành sản xuất gỗ đã lấy lại được đà tăng trưởng. Điển hình như tại doanh nghiệp này, hơn 3 tháng nay, các công nhân liên tục tăng ca sản xuất để đáp ứng tiến độ giao hàng. Đơn hàng bắt đầu đã tăng trở lại, từ từ rồi, hiện nay thì công ty cũng có đơn hàng. Một số cái đơn hàng là người ta đặt tới tháng 9 và thậm chí là tới tháng 3 2025 mà. Nhưng mà hiện giờ thì công ty bắt đầu đã là nhiều hàng, công nhân đã bắt đầu tuyển thêm công nhân rồi cũng bắt đầu là tăng ca. Hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ký kết được các đơn hàng đảm bảo sản xuất hết quý 3, thậm chí cả năm 2024. Sản lượng đơn hàng cũng tăng từ 20 đến 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 2 năm 2024, công ty VAC ký hợp đồng mới đóng 2 tàu phục vụ điện gió cho khách hàng Đài Loan, nâng tổng số tàu đặt hàng hiện tại lên 16 chiếc. Việc có số lượng đơn hàng lớn, ổn định giúp người lao động có việc làm đến năm 2027. Hiện tại, chúng tôi đã hoàn thành việc mở rộng nhà máy đóng tàu, bắt đầu tuyển dụng thêm khoảng từ 1.200 lên 1.600 người vào cuối năm nay. Đối thứ hai, đơn hàng cả năm, chứ không có đơn hàng 1-2 năm, chứ không có đơn hàng cho từng chuyến. 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 1,85% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí đạt gần 3,2 triệu đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023. Bằng nhiều giải pháp cụ thể như đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm mở rộng thị trường, các doanh nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu đang nỗ lực giữ vững đà tăng trưởng, tạo tiền đề để thực hiện mục tiêu xuất khẩu cả năm là 1,65 tỷ đô la Mỹ. Cùng với sự nỗ lực của doanh nghiệp, các ngành chức năng của tỉnh đang theo dõi, nắm bắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tăng tốc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2024.